cùng đây. Món cùng là cánh vịt cây này. Cùng hải với hàng nãy luôn, đa chen đó. Cũng mở trên đây nè, đó, nó có hai cái khúc ở trên cùng này nè, đó. Cái khúc siêu siêu nè, thế mình mở thôi. Thì nhỏ gọn, này mở phần dưới đó. À, chắc bị giống cái nãy rồi. Thấy cái màu giống trang nãy rồi. Đó. Thử các bạn nha. Này nãy mới nãy ngon, chắc ăn gì mình nghĩ chắc tự tựa vậy các bạn. Cay hơn xíu mà nha. Cái món này ít cay nữa, cay hơn xíu. Bị giống tự tựa thôi. Cũng ngọt mà. À, thật. Nó thầm bèm nữa. Ai cũng xuống được. Như vịt là lớp lớp mỡ vịt đó bạn, đóng ngoài không ngon nha mình nha, thấm vô trong rồi, như bị thấm vô trong ngon mà nha, khuyến khích mua của bạn nha. Các bạn xem đó, viên cò nữa không thấy không, ngon các bạn nha. Được á, món này thì comment các bạn nha, mua mua nha, mềm dễ ăn, không cay lắm rồi. Ngon dễ ăn. Nãy giờ 10 món rồi, món cái món cắt vịt chuẩn bị rồi, món thịt heo nướng thanh cua đó là ngon mà, món lên mua cái mén mà đó. Ok, bây giờ mình sẽ review lần nữa các bạn toàn bộ 10 món nữa các bạn nha. Giống như tự nhau này, cái này cay hơn xíu, này cay hơn xíu, này dễ ăn cay hơn đó. Ngon, ngay xương mềm. Ok, sau 10 món này mình đi comment các bạn món nào nhất thanh cua nha, món hai xích nữa các bạn đó. Ba là BBQ, thứ tư là đổ cây là ngon đó, với hai món này nữa. Làm sao này hai giống nhà cùng hãng này đó, bò cũng được nha. Này nó hơi bị nhiều quá các bạn, ăn cũng tạm vui, nhưng mà món này cay quá mình không dám thử lại nữa. Món này cái vị hơi lạ, sụn heo với món cua bình khác hẳn nha, không cùng hẳn với thằng này, cay quá. Khó ăn rồi, đây bị hết 10 món Trung Quốc cho các bạn xem rồi các bạn nha. Bạn đã thấy hay cứ vào Shopee từng món bạn thử tham khảo trải nghiệm nha, mấy ngàn các bạn không nhiều đó, ăn cho biết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi giờ phút này, hẹn gặp lại, bye bye.